cùng MTP lọt top 10 nghệ sĩ châu Á có nhiều stream nhất YouTube năm 2021. Có thể nói Sơn Tùng MTP là một trong những ca sĩ V-pop có lợi thế khá mạnh về mảng lượt xem YouTube. Những sản phẩm của Sơn Tùng mỗi khi tung ra trên YouTube đều nhanh chóng được sự ủng hộ mạnh mẽ và mang về hàng trăm triệu lượt view ấn tượng cho nam ca sĩ. Và mới đây, Kaskai lại có dịp tự hào khi Sơn Tùng lọt top 10 nghệ sĩ châu Á có nhiều stream nhất YouTube năm 2021. Cụ thể, theo cập nhật của một trang fanpage, Sơn Tùng lọt top 10 nghệ sĩ châu Á có nhiều stream nhất YouTube năm 2021 cùng rất nhiều cái tên nổi bật khác như Blackpink, BTS, Twice, Kenji Joneju, Big Bang, v.v. Vị trí mà Sơn Tùng nhận được là hạng 10 trong bảng xếp hạng chung, với con số được ghi nhận là 494,1 triệu view. Không chỉ thế, với thành tích này, Sơn Tùng MTP cũng là nghệ sĩ Đông Nam Á duy nhất nằm trong top 10 nghệ sĩ châu Á có nhiều stream nhất YouTube năm 2021. Trong năm nay, tuy chỉ mới có một màn comeback là muộn rồi mà sao còn, vào cuối tháng 4 vừa qua, nhưng Sơn Tùng vẫn luôn giữ được vị thế ổn định trên mọi mặt trận, mang về những thành tích ấn tượng. Trước đó vào năm 2017 với concert của MV Lạc Trôi được Sơn Tùng cho ra mắt, Sơn Tùng không chỉ thu về lượng view khủng mà còn khiến lượng subscribe tăng lên một cách chóng mặt. Và theo cập nhật lúc đó là vào 11 tháng 1 năm 2017, số lượng người dùng theo dõi kênh YouTube của Sơn Tùng đã vượt ngưỡng 1 triệu, đưa Sơn Tùng trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận được nút play vàng danh giá của YouTube. Và đến thời điểm hiện tại, một thành tích cực khủng đang chờ đợi Sơn Tùng chạm tay đến, đó là Sơn Tùng sẽ trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của YouTube và sẽ trở thành kênh YouTube thứ tư của Việt Nam làm được điều này. Hiện nay, kênh YouTube của Sơn Tùng đang có hơn 9,6 triệu lượt đăng ký, vì thế chỉ cần khoảng chưa đầy 400.000 người đăng ký nữa thì Sơn Tùng sẽ trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên tại Việt Nam sở hữu kênh YouTube đạt nút kim cương với 10 triệu lượt đăng ký. Chính vì thế, các Sky chân chính của nam ca sĩ đang mong ngóng anh chàng tiếp tục ra thêm một MV mới nữa. Vì chỉ cần thêm một MV ca nhạc nữa thì ngay lập tức Sơn Tùng sẽ có ngay nút kim cương trong tay liền thôi. Được biết với lượt đăng ký và lượt view khủng như vậy thì Sơn Tùng cũng kiếm được một khoản thu nhập khổng lồ từ kênh YouTube của mình. Theo thống kê của Social Blade, ước tính số tiền mà nam ca sĩ thu được trong một tháng sẽ dao động trong khoảng từ 11.900 đến 190.000 USD. Nếu tính theo năm, số tiền mà Sơn Tùng nhận được từ YouTube sẽ rơi vào khoảng từ 142.500 đến 2,3 triệu USD. Ở một cách tính khác, một số người dùng mạng xã hội tiết lộ, khi tài khoản có 1 triệu người theo dõi trên YouTube, ít nhất 10% trong số đó sẽ vào xem một video mới khi được tải lên. Nếu video này thuộc dạng được nhiều người quan tâm, thì tỷ lệ này có thể lên tới 30-40%. Điều này mang đến nguồn thu lớn hơn cho người đăng tải. Nếu theo cách ước tính này, giả sử chủ tài khoản YouTube chỉ kiếm được khoảng 1 đô cho mỗi 1.000 lượt người xem, những kênh YouTube gần 10 triệu lượt theo dõi như của Sơn Tùng sẽ thu được 10.000 đô cho mỗi video mới. Thực tế thì con số này lớn hơn rất nhiều lần do những video ca nhạc luôn được người ta xem đi xem lại. Đấy là chưa kể tới nguồn thu từ những video đã được đăng tải lên trước đó. Có thể thấy dù theo bất cứ phương pháp ước lượng nào, những video ca nhạc mà Sơn Tùng đã đăng tải lên YouTube luôn đem về cho nam ca sĩ này những khoản thu nhập thụ động mỗi ngày. Và những khoản thu nhập này thậm chí không phải là những con số nhỏ. Tuy vậy, dù đạt được nhiều thành tích khủng trên YouTube như thế, nhưng cũng có những lần MV triệu view của Sơn Tùng bị bày mòn một cách bí ẩn trên YouTube. Và bây giờ hãy cùng Hero Thành điểm lại những lần MV của Sơn Tùng bị bay màu trên YouTube nhé! MV Em của ngày hôm qua. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin MV Em của ngày hôm qua, bản hit lớn đầu tiên của Sơn Tùng MTP đã bị bay màu khỏi YouTube. Cụ thể, khi nhấp vào đường link MV Em của ngày hôm qua, khán giả sẽ không thể truy cập được vào sản phẩm này, thay vào đó là thông báo về việc video này đã bị ẩn vì lý do bản quyền. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên MV Em của ngày hôm qua bị gỡ khỏi YouTube. Vào cuối năm 2014, MV trên cũng đã bị gỡ một lần trước sự hoang mang tột độ của người hâm mộ. Cụ thể, vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2014, MV Em của ngày hôm qua bỗng dưng biến mất khỏi YouTube. Vào thời điểm đó, Em của ngày hôm qua thiết lập thành tích khủng của V-pop khi mang về đến hơn 40 triệu lượt xem, một con số tương đối ấn tượng kể cả trong thời điểm hiện tại. Lúc bấy giờ, nhiều người suy đoán MV Em của ngày hôm qua bị gỡ vì những lùm xùm đạo nhạc trong thời điểm đó. Cụ thể, khi MV Em của ngày hôm qua ra mắt, phong cách của Sơn Tùng đã bị soi khá là giống với G-Dragon, phần âm nhạc bị chỉ ra là quá giống với Every Night của Acid. Hồi năm 2014, sự việc trên ồn ào đến mức ngay cả các trang tin Hàn Quốc như All K-pop cũng đưa tin, chỉ trích trực tiếp Sơn Tùng MTP. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, MV trên đã được khôi phục lại với lượt view giữ nguyên. Đích thân Sơn Tùng đã trả lời phỏng vấn, lý giải về việc MV bị ẩn khỏi YouTube với lý do kỹ thuật. Việc có những lỗi kỹ thuật với MV Em của ngày hôm qua trên YouTube khiến việc theo dõi của nhiều người bị gián đoạn, làm tôi cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, sau khi nhận tin MV hoạt động trở lại bình thường, tôi rất vui.
Từ hôm qua đến nay, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi và thắc mắc của mọi người, nhưng tôi không biết trả lời như thế nào. Bởi vì mọi người đều biết, YouTube là mạng xã hội và phát triển mạnh nhờ chế độ update các clip của người dùng. Và việc một MV bị trục trặc kỹ thuật phải gián đoạn ảnh hưởng đến sự theo dõi, nhất là với một MV đã có lượng view lên tới hơn 40 triệu lượt, thì chắc chắn nó nằm ở phía kỹ thuật mà thôi. Tôi là nghệ sĩ, cũng thao thức với sản phẩm của mình, nhưng tôi cũng đành chờ phía YouTube khắc phục. Đến nay, nó đã hoạt động bình thường và tôi cảm thấy rất mừng. MV chúng ta của hiện tại. Tối ngày 22 tháng 2, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau thông tin MV mới nhất của Sơn Tùng mang tên Chúng ta của hiện tại bất ngờ bay màu khỏi YouTube. Kết quả khi gõ tên MV của Sơn Tùng trên thanh công cụ tìm kiếm, không xuất hiện MV chính thức mà chỉ xuất hiện bản cover, remix và các video reaction hay hậu trường. Khi click vào đường link gốc của MV này, màn hình hiển thị dòng thông báo: video không có sẵn, video này không hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ GC. Nhiều người đã vô cùng thắc mắc lý do vì sao GC, nam producer người Anh, lại phát hiện ra được ca khúc Chúng ta của hiện tại để đánh bản quyền MV. Không ít dự đoán được cộng đồng mạng đưa ra như do Sơn Tùng quá nổi chăng hay MV này quá hot. Nhưng tất cả đều sai bởi đã có một tài khoản YouTube Việt Nam báo cáo vụ việc đến GC. Cụ thể, cách 3 tuần trước khi Chúng ta của hiện tại bị bay màu khỏi YouTube, bên dưới video bản beat It's You My làm theo style của Bruno Mars được đăng tải trên kênh YouTube GC, một tài khoản YouTube người Việt có tên AH đã báo cáo việc ca khúc của Sơn Tùng MTP có giai điệu tương đồng với bản beat này. Người này thắc mắc, ông bán sản phẩm này cho ai rồi? GC đáp, 88 Rising. AH tiếp lời, tôi thấy bài này khá giống beat của ông đó, ông nên nghe và bình luận vô Chúng ta của hiện tại, Sơn Tùng MTP. GC sau đó cũng phản hồi, công nhận giống quá ông ơi, ông có nghĩ là tụi nó ăn cắp ý tưởng không? Ngay lập tức, AH cho hay, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà không phải một chuyên gia âm nhạc. Sau đó, GC chốt lại cuộc trò chuyện. Cảm ơn ông vì nỗ lực liên lạc, ông đã làm điều đúng đắn, tôi sẽ phải nói chuyện chào già nhẽ với họ. Ngay sau đó, nhiều netizen đã đi bình luận dạo dưới video của GC để bày tỏ sự thắc mắc vì sao lại đánh bản quyền ca khúc của Sơn Tùng. Câu trả lời nhận được từ phía GC rằng anh chàng đã thực sự là người khiến MV bay màu, đồng thời phía nhà sản xuất Chúng ta của hiện tại đã liên hệ để làm việc và thừa nhận rằng anh ấy đã sao chép tác phẩm. Và cuối cùng cả hai bên đã đi đến thống nhất và MV Chúng ta của hiện tại xuất hiện trở lại trên YouTube với số lượt view vẫn giữ nguyên.